Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta, giúp duy trì sự sống. Mặc dù số lượng máu hiến tặng hàng năm đều tăng, nhưng chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng. Theo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng, năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 75 đợt hiến máu tình nguyện tại các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, với tổng lượng máu tiếp nhận là trên 15.300 đơn vị, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện là 1,2%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 77% và tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 100%. Em hiến máu được hơn 10 lần rồi. Trước đây á, lúc mà lần đầu đi hiến máu á, thì lúc đó là em là sinh viên, thì thực ra là tâm lý lúc đó rất là lo sợ, bởi vì là cũng không biết rằng là khi mà mình hiến máu xong á, thì cái sức khỏe của mình nó có còn được đảm bảo như trước hay không. Nhưng mà đến bây giờ thì sau rất là nhiều lần hiến máu thì mình thấy là đầu tiên là mình thấy rất là vui, vì là mình cảm thấy rằng là cái giọt máu của mình cũng đã giúp ích được cho những người đang cần máu ở ngoài kia. Và hai nữa là mình cảm thấy là không có vấn đề gì về sức khỏe hết, thậm chí là sau mỗi lần mà hiến máu thì mình được thay máu thì mình cảm thấy sức khỏe của mình còn được tốt hơn. Và đó cũng là những cái lần mà mình đi kiểm tra xem là sức khỏe của mình có đảm bảo hay không. Mỗi lần hiến máu sẽ tiêu tốn 650 kilocalo. Và điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình. Tuy nhiên, thời gian hiến máu an toàn nhất là khoảng 2 hoặc 3 tháng một lần và không được nhiều hơn. Mức độ thường xuyên này còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ hemoglobin và sắt trong máu của từng người. Việc hiến máu có thể giúp người hiến giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, ung thư, giúp tăng sức đề kháng, v.v. Những người trong độ tuổi từ 18 đến 60 đối với nam và 18 đến 55 đối với nữ đều hoàn toàn có đủ điều kiện để hiến máu. Cô cũng thấy cô lớn tuổi rồi thì cô chung tay hiến máu, cô cũng thấy tốt, cũng sức khỏe thấy mình ổn định. Tất cả mọi người đều chung tay hiến máu như cô này thì cũng đều tốt cả. Sau khi hiến máu, máu của người hiến sẽ được sàng lọc kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu hoàn toàn bí mật, như về nhóm máu, HIV, virus viêm gan B, virus viêm gan C, giang mai, sốt rét, v.v. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh này, sẽ được bác sĩ mời đến để tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Vì vậy, việc hiến máu sẽ giúp người hiến biết sớm hơn nguy cơ mắc các bệnh của mình. Theo các chuyên gia, cần hai người khỏe mạnh hiến máu thì mới đủ cho một người bệnh truyền máu một lần. Mà người bệnh thì không phải chỉ cần truyền một lần là có thể cải thiện sức khỏe. Chính vì vậy, hành động hiến máu này chỉ là góp một phần nhỏ vào cuộc chiến giành lại sức khỏe của người cần máu. Để hiến máu thì người hiến máu phải đảm bảo sức khỏe, phải an toàn. Vì nguồn máu là nguồn máu sạch mà, nguồn máu an toàn cho người bệnh. Do đó, người đi hiến máu sẽ được bác sĩ đánh giá về sức khỏe. Cơ thể máu của người tự sinh ra. Khi mà những người hiến máu cho máu thì vậy cơ thể sẽ tái tạo máu mới và nguồn máu mới nó có chức năng tốt hơn và hoạt động tốt hơn trong cơ thể, thì kích thích cơ thể để được bảo vệ cơ thể tốt hơn. Hiện nay thì nguồn máu của chúng ta là nhu cầu ngày ngày càng lớn, dân số ngày ngày đông thì nguồn máu càng lớn, tại vì nhu cầu cho bệnh nhân rất cao. Do đó cái phong trào này cần đẩy mạnh cùng chia sẻ để cho đảm bảo nguồn máu cho người bệnh và đảm bảo nguồn máu để cho an toàn quốc gia. Tại Việt Nam, hành trình đỏ được xem là chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất trên cả nước. Trong đó, Lâm Đồng là một trong năm địa phương tham gia tích cực và đồng hành với chương trình hành trình đỏ đã 12 năm liên tục. Mục tiêu năm nay của hành trình đỏ tại Lâm Đồng là tuyên truyền vận động trên 2.000 người đăng ký hiến máu và 2.500 người hiểu rõ về căn bệnh tan máu bẩm sinh. Sau thời gian triển khai, chương trình đã tiếp nhận 800 đơn vị máu và được điều phối về bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tại các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu hành trình đỏ mini để tiếp nhận và hoàn thành trên 4.000 đơn vị máu nhằm đáp ứng cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tỉnh.